Ông quên chỗ. Ông chúng đẹp cả, mà tổ kết mạng cao để tìm thị xạm nạc cao. Xạm nạc cao này thay đi, ông chúng đẹp. Nâng thu xạm nạc cao sẽ đọc khai cầm đang một đằng rộp về ní, để mình hạ dân niêm PTCCP bì rơi xa xa bấy. Vẹp bọn nâng ông hẹt, mình tìm xa xóc xóa một phê mùi. Hỡi có chia cả chấp đàm, nây cả vì phía xa đánh đáu là vì nất hóa tăng, lưu ông hẹt, mình tìm xa xóc xóa một phê mùi ní đẻ. Hay một lần bản tổ kinh nghiệm là sạm nạc cá để ngày nay ông chấm đề xong chấm đề chuẩn đồng đẳng đào phía kia này đường cái đây tầm đường sâu sồn pi sát sồn pi chẳng ở thà được nông kinh nghiệm là sạm nạc cá nơi ngày nay đời đội trời giặc cầm khẩu địa phấn quạt miền thủ rẻ chẳng phải cho luôn mà lại cho rùm được nông kinh nghiệm là sạm nạc cá này bán bản tổ bây giờ hiểu bản bị kêu vì phía xa dự bò chỉ mới nâng chạc rộng bình sức này ông nhầm đẹp là tụi bố chứ tâm ra chạy tăng lô chạc rộng mạc tin cổ rộng tin đại chạy chạc rộng bầm rộng ảnh ra chết chùm nô còn lại chạc rộng khổ địa phấn đại là vật nằm yên đại thường ngày ní hay cả ảnh vật ní đại ai được làm xa nấy bắt bình nhát này vì thiên chất tập bầm buôn buôn này vì thiên tây khổ nông rồi bỏ ông nhầm đẹp vì tâm anh không tạo là ca Campuchia làm chi sạm nạc cá lúc rời xa câu vật thiết đại rìa cảm vì sự thàn hợp vật tầm biên áp vật tầm biên phía ký nâng bộ cô đại ông nhầm đẹp có hẳn chưa nhà chỗ rùm được nông cây sạm nạc cá sạm nạc cá ngay đi xong cực lục vật thiến sản phẩm sạm nạc cá nơi ngay ní làm chi có xong qua khơi thà cực phía ký tiếng ơ nơi riêng đây ní miên vật tầm biên đại lại lục nguồn chi miên vật tầm biên nơi bần tục không luôn khẳng cao xa sạm nạc cá ní đoàn lốc sna xong lẹ băng sắt miền vật miền đại toán pi bản tốc sạm nà ca nơi ngày nỉ lý cắt lẹ băng sắt robot lộn luôn chia ban pro cô đo làm chi rụi hời hai đam đang rọt bạ về nỉ đã trơ một đòn cây cam nơi ngày nỉ miền rá sơn niêm pi tccp pi roi sai sập bầy đam đang rụng nỉ miền vật miền nằm tụm rong chám ca co hái pi ong chân mềm hai nơi ngày nỉ miền sạ xây bầm rong mề rụp đam miền rá sơn niêm pi tcw bầm bay roi học sập ram sạ xây ban bình chẹt thả tam sự mặt tập hiệp đại quan ảnh đấng cứ quát mình miên tụm nẹt nón nhiệt lò hết rư nhiệt pon chìm bôi nằng chôn chót cha tàng pi rụp cứ lộ nuôn chía nằng lộ khe sầm hón rư phe kỵ đam mặt đấng rập bạ về ni nam muối đại tự ban tự tu scon được nông được đây nhị tề dạ say nằng thơ sầm bọt chìm muốn muôn nằng đào khay cam sầm ao quân đồng tiền bà ao quân hay chỉ đại bóng đi ông nhầm đây sầm rách đây sầm nào sầm được bọt chôn chót chót nuôn chía chìm muốn sấn ông nhầm đây bàn được tu lịch khất xong lẽ bằng sắt cho ruộng sạm nạc cá đẹp to là không một tụp sạm nạc cá ní bỏ chuẩn chụp chọn luôn chía cho hai thi đập bay khai mì sa cho làm bị bòn đập của mùi đại bàn mình chạy tha đại còn miền bánh hà sọc phìp chỉ có ba chơi trường cây mình ai ăn quỳ du bán mình ai trong ở rong mình du nâng đầm bay miền đặt tập hiệp cho ruộng sạm nạc cá được hai khang mục ở miền bờ sạt tập hiệp luôn xong lẽ bằng sắt cho ruộng nâng miền bờ miền đẹp to không một tụp sạm nạc cá được hai thi đập bay khai mì sa cho làm bị bòn đập của mùi bàn khơi cầm nọ hai ปีนัดสกปรกเป็นจบเจ้าหนุนชี้และช่วยล้างในครูแปดประจำก้าปีนัดเพียบาไทยตอมสกปรกจนจบเจ้าเนอบอตกอจบไงจีดับบุ๋มใบใครมีสายชนามปีบอลดับบุ๋มมุ้ยบานกัดสมก้อนปีสถานอภิบสกปรกระบลงหนุนชี้ในไงนี่ทำเมนการะชื่อจังแก่เจียประจำปีบ่าอังกุยนังบานพระดอนนุสัทธาสมัยอังยมเรออนุญาตอัยลูกหนุนชี้โจร่วมตามนันกัญจนาคาสามนาคาปีบรรทุกทัดกราวมซาสามนาคานี่ไอ้เรื่องมูลฐานนี้ในโยงตามบัตรปัญญาในวิทยานไปสมุยปรามในวิทยานประเทศขนงอวตกองจำเรียกอนุญาตเอาจนจบจอดนนท์ชี้โจร่วมในตามนานกิจกรรมการสำนักการปีจงไงปีบรรทุกคุมครวนมุ่ยทัดในกรมสารสำนักการนี้ตามปีเยาะประกอบสอดตัวสำหรับเยาะเป็นสำนักการเป็นมุ่ยไงนี่ประกอบไอ้บุคลากรในสอดตัวโจประปอนสอดตัวสำหรับจนจบจอดนนท์ชี้ไอ้โจร่วมในตามนานกิจกรรมการสำนักการปีจงไงขนงลงไปในกิจกรรมการสำนักการสำหรับไงนี่เชี่ยประตูตอนนี้โดยสมุนหนึ่งดำสดับสกิกรรมดำมาดังรับตัววันนี้ตามเก่าเลยเพื่อบันกำหนดโดยเอาอย่างแรกบันตัวปอดมีนทำไมมุนเปลโจชนำขมายแวะปอนหนึ่งปัญหาในดำเนินการสามนาการสดับสกิกรรมดำมาดังรับตัววันนี้ปีทีซีซีพีปีรอยไซส์บีเอาอย่างแรกสมสู้ตือ
Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Nous avons effectivement soumis... Merci, Monsieur le Président. Je disais que pendant les vacances du Nouvel An Khmer, nous avions effectivement envoyé à toutes les parties à la Chambre une copie de courtoisie d'une requête effectuée sur la base de la règle 87.4 aux fins de voir admettre au dossier. Je continue, Monsieur le Président, je vois que vous avez remis vos écouteurs. Au fin de voir admettre au dossier un ouvrage publié par la partie civile qui va être entendu aujourd'hui, ouvrage qui a été publié en 2012 et qui s'intitule Survivor. Nous avons donc soumis une copie de courtoisie à la Chambre et au parti par email en date du 11 avril. L'annexe de cette requête contient les extraits pertinents en anglais, en khmer et en français. Et nous considérons qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'audition de cette partie civile se fasse à la lecture de l'ouvrage qu'il a publié en 2012. Donc, quelle est la requête que nous avons communiqué au parti et à la Chambre le 11 avril. Nous n'avons pas été en mesure de déposer de manière formelle cette requête compte tenu des délais de traduction en khmer pendant la période du Nouvel An khmer. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques questions à Maître Guiraud. Tout d'abord, on s'étonne un petit peu de la tardiveté de cette requête. Pourquoi vous n'avez pas sollicité bien avant l'admission de ce document? Et l'autre question, c'est est-ce que le livre est disponible en khmer? Est-ce qu'il est disponible en d'autres langues? Est-ce que vous demandez à ce que le livre dans son entièreté soit déclaré recevable ou est-ce que vous sollicitez simplement que les extraits qui figurent en annexe et qui sont disponibles dans les trois langues soient déclarés recevables? Merci, Monsieur le juge. Sur la tardiveté, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. L'ouvrage a été publié effectivement en 2012. Le témoignage de la partie civile a été confirmé par la Chambre en date du 4 avril 2016 et nous avons envoyé cette copie de courtoisie le 11 avril 2016 et dans notre requête, nous avons indiqué que la Chambre, par le passé, a admis au dossier des ouvrages dans des conditions de temps similaires. Et je me réfère ici au paragraphe 9 de notre requête. Sur les extraits que nous souhaitons voir admettre au dossier, il s'agit effectivement des extraits mentionnés en annexe A de notre requête et nous précisons à la Chambre et au parti que l'ouvrage de la partie civile est disponible en intégralité dans les trois langues français, anglais et khmer. Donc tant les extraits que nous avons listés dans l'annexe
que l'entièreté du livre sont disponibles dans les trois langues, anglais, français et khmer. Oui, mais précisément, vous demandez simplement que les extraits soient déclarés recevables ou est-ce que vous demandez que tout le livre soit déclaré recevable? Les extraits. Les extraits. Les extraits. Les extraits. Les extraits. Les extraits. បាទអញ្ចឹងបន្តថ្ងៃនេះអរមាសដល់វិទ្យាជនទៅក្រុមសំណងសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមសហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនីសូមទទួលយកឯកសារធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងភាសាដីដោលចំពោះសាក់សីទំព័រដើមម្ដងរដ្ឋនីនៅក្នុងទំនឹងសូនសូនពីរនេះសូមអញ្ជើញបាទ Merci, Monsieur le Président. Bonjour à Messieurs les juges et à toutes les parties. Nous appuyons cette requête. Il est normal, je crois, et dans l'intérêt de la justice, que les déclarations antérieures des témoins des parties civiles qui viennent comparaître soient versées au débat dans leur comparution, de manière à ce qu'on puisse s'interroger sur l'ensemble de leurs déclarations et non pas seulement sur une partie. Précision concernant ce livre, des extraits qui ont été annexé à la demande des parties civiles, c'est effectivement toute la déclaration de la partie civile. S'en suivent alors des annexes, notamment ses aveux S21, mais nous avons déjà ses aveux à S21 sous une autre cote au-dessus. Donc je crois que l'essentiel, c'est effectivement ce qui figure en annexe de la requête des avocats des parties civiles, et qui se trouve effectivement disponible en trois langues. Maintenant, j'aurais une remarque à faire concernant la qualité du livre en français. Et si ce livre est admis, lorsque je le citerai, j'utiliserai l'anglais. Parce qu'en français, la traduction est vraiment très mauvaise. C'est à peu près une traduction de Google, comme on pourrait dire, et il manque un peu de paragraphe également. Donc si jamais ce que nous souhaitons, vous admettez que ce livre soit admis en preuve, nous contenterons de donner lecture des extraits en anglais en tout cas qu'on n'a pas. Voilà, donc nous savons effectivement que c'est un peu tardif, mais nous comptons sur l'application et la cohérence de votre jurisprudence concernant les déclarations des témoins et des parties civiles qui comparaissent devant votre chambre. C'est utile certainement pour toutes les parties ainsi que pour les juges d'avoir ce livre à disposition. Maintenant, je me propose si vous admettez ce document, de simplement, au lieu de donner les codes IRN, de donner les numéros de page dans les trois langues pour qu'on puisse retrouver facilement les extraits tant en Khmer qu'en anglais et en français de ce livre si vous n'attribuez pas de codes avant le début de la déposition de la partie civile. Merci beaucoup. បន្តទៅនេះអមិះផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិការពីដីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់តបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមសហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះលើបញ្ហានេះ Thank you Mr. President. Good morning. សូមអរគុណលោកប្រធាន We do not have a problem with this document being admitted. However, I do hope next time the defense team is a bit tardy with
requesting to have certain documents submitted to the CNC and leniency and tolerance from the other side. We know all too well that sometimes, although the document is available quite a long time, that at the very last moment, we stumble upon that particular document. So we understand the problems it sometimes gives to have these documents admitted. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Du côté de la défense de Kyo Sampan, pas d'objection non plus. S'agissant de déclarations antérieures de la partie. បាទដោយសារសំណើសុំរបស់ថាមិទ្វីនៅមុខតំណាងដើមនឹងរំលីសូមឲ្យអង្គជំរះទទួលយកឯកសារជាភស្តុតាងហើយភាគីដទៃទៀតមិនមានការចំទាស់នោះដើម្បីឲ្យដំណើរការនីតិវិធីប្រព្រឹត្តទៅបានរលូននោះគឺអង្គជំរះសម្រេចទទួលយកឯកសារនេះធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងនៅក្នុងរឿងក្រោយនេះឯសូមអង្គហេតុអង្គជំរះនឹងដាក់នៅពីក្រោយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះសូម
ខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំម៉ាញហៅម៉ៃឯដំបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើបច្ចៈឈ្មោះឥឡូវដូចជាមានបញ្ហាឈ្មោះនេះហើយឈ្មោះដែលលោកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការថ្ងៃហ្នឹងក្នុងការប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដូចជាធ្វើអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋខ្មែរអាជ្ញាប័ណ្ណជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមហ្នឹងតើលោកប្រើប្រាស់ឈ្មោះអីគេពិតប្រាកដ Dương trong bà chạy chứ muốn ở chứ bà lọc vì bố phanh hà vì tệ tinh dù mình đang ạ tạ thành nhán bộ cùl vì bố lục bà mánh tha chứ mua chùm mánh hà mây bà tam lục như dây ní bà này tha vì chứ mua chùm mây hà mây nhà nâng bàn việt trầm trừ bà này tha chứ mua đại bà phơi cá chứ mua mây mẹn chứ mua mánh gì lấy chứ mua phơi cá dương trong bàn phơi cá để lục bà ai cửa xa dù phơi cửa xa dù phơi xa nạ nơi rồi có tập bốt cả nát để lục bàn thua nó ta lục bà chứ mua អ្វីពិតប្រកបឈ្មោះម៉ៃឬក៏ឈ្មោះម៉ាញជំរាបឯងដំរងថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះម៉ៃហើយជុំម៉ៃជុំម៉ៃហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកជុំម៉ៃហើយលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំទេ ខ្ញុំបាទកើតនៅឆ្នាំ1933ឯដំបាទអរគុណហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកនៅទីកន្លែងណាខ្ញុំបាទកើតនៅខេត្តព្រៃវែងនៅឃុំលវាស្រុកកំពង់ត្បែកចុះលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណា រងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានមកនៅត្រង់គេហៅថាផ្សារឈូកមាសគិតវត្តតំរងដែរឯដំបាទអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃរងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាទលក់សភើប្រវត្តិខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងឯដំ បាទអរគុណហើយឪពុកបកើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីឪពុកខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំហើយម្ដាយឈ្មោះតែតឯដំបាទចុះភរិយារបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នក គ្រួសារខ្ញុំបាទគ្រួសារមុនឈ្មោះសំសវនមានកូនបួនអ្នកតែស្លាប់ជំនាន់ប៉ុលពតអស់ហើយចុះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកមានភរិយាទេមានបុណ្យទេខ្ញុំបាទមានគ្រួសារថ្មីទៀតបានកូនស្រី3កូនប្រុស3រាល់ថ្ងៃឯដំ ហើយប្រពន្ធរបស់លោកក្រោយឈ្មោះអីពួនរងឯងឈ្មោះធឿនឯដំបាទសំធឿន
បាទអរគុណលោកចំមីអង្គជំរះសូមជម្រាបលោកថាជាចុងក្រោយនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកមានសិទ្ធិស្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានៅឋានៈភាពជាគណៈកម្មទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃ7ខែមេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ76ប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះនេះគឺឱកាសដែលអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចល័យថាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរទីយពីពេលកន្លងមកនៅក្នុងស្រុករឿងសូនសូនពីរហើយបើសិនបើធ្វើមកដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាដែរលោកចាំដែរទី But tone tone peer came out that man for the tone tone way. I am the Kai Kam. Yeah. ហើយលោកបានពិនិត្យមើលនៅសិក្ខាកម្មរបស់លោកដែលលោកផ្ដល់ពីនំរឿងកន្លងមកទេដែលមុនចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានពិនិត្យខ្លះៗដែរតែវាបានល្អិតល្អន់ទេដោយសារខ្ញុំបាទផ្នែកនឹងវាអត់ស្រួលកាត់ផ្នែកក្រហមណា ហើយតាមការវិនិច្ឆ័យការអានរបស់លោកដែលលោកបានមើលគិតថាត្រួសត្រួសហ្នឹងបើតាមលោកដឹងឬក៏លោកចងចាំទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំហ្នឹងតើវាសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារការពីពេលមុនក្នុងស្រុករឿងមុននោះដែរឬទេ ខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ជំរាបអៃដាមចេះថាខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែនគេចាប់ខ្ញុំមកហ្នឹងគឺតាថ្ងៃដល់8ខែ9ឆ្នាំ78ណាគេក៏ហុកអ៊ំឲ្យទៅជួយធ្វើឡានទៅវៀតណាមគេមិនយកទៅវៀតណាមយកចូលទួលស្លែងណាអង្គជំរាបអត់ចង់ដឹងចឹងទេចង់ដឹងខ្លឹមសារដែលលោកបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មលើកមុន គេលិលិអសហើយបានលោកបានអានបានន័យថាអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានអានមុនប្រដតសិក្ខាកម្មដើម្បីរំលឹកការចងចាំឡើងវិញអំពីអ្វីដែលលោកបានប្រដតសិក្ខាកម្មនៅពេលមុនហើយសំណួរសួរថាអ្វីដែលលោកបានប្រដតសិក្ខាកម្មពេលមុនហើយបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំហ្នឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាវាស្របគ្នាទេឬក៏វាមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នាតាមដែលលោកបានពិនិត្យត្រួសត្រួសហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយចំពោះសិក្ខាកម្មលម្អិតបន្តិចទៀតយើងនឹងផ្
លោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មពីពេលមុនដែរទេព្រោះវារឿងវាយូរយូរឆ្នាំណាអើតាមខ្ញុំស្ដាប់បានវាសំស្របតាមនឹងដែរឯកនំបាទបាទអរគុណហើយអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វិការជូនទៅថាមិត្តវិដល់មុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសួរដេញដោលដើមដឹងរដ្ឋមន្ត្រីជុំមីមុនភាគីដទៃទៀតភាគីទាំងពីរថាមិត្តវិដល់មុខរួមទាំងថាព្រះរាជអាជ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃថានៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការតាំងសម្រុតនេះដោយចំពោះដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមមេធាវីនាំមុខសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីហុងកំសួនចាប់ផ្ដើមសំណួរសួរទៅដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យជុំមីសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបាទអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហុងកំសួនខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមជាទីគោរពនិងអង្គសវនាការព្រមទាំងភិក្ខុទាំងអស់
បាទខ្ញុំហុងកំសួនជាមេធាវីមកពីក្រមនិច្ចច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាមេធាវីតំណាងដើមនឹងរដ្ឋនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវលោកជុំមីដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យរដ្ឋសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានឱកាសថ្លែងទុកសោកផងដែរនោះខ្ញុំបាទនឹងសួរតាក់ទងពី មុនថ្ងៃ17មេសា1975មកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៃថ្ងៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំនៃថ្ងៃ6មករា1977ជំរាបសួរលោកជំមីខ្ញុំសូមឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរខ្លីៗបើលោកមិនយល់ចាំសួរត្រឡប់មកខ្ញុំវិញសិនហើយនឹងព្យាយាមមើលសញ្ញានៅពីមុខផងដើម្បីឲ្យ ខាងលោកប្រធានបានស្ដាប់ឬតាមរយៈការបកប្រែផងបាទខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចថាមុន Mun thay đập bầm bầm nâng từ đà khiêm ruột nữ tam cá bứt khiêm nữ khang chấm bám món và cụ buông thứ nữ cho muối ai nằm chăn răng say và rồi máu ban khiêm máu ti cong nồng bến mà nữ mặt đông xa đi bố và cho muối cụ bết mà nè hai ពេតលោកលៀនយ៉ាតើសុំលោកពូស្ដាប់សំណួរខ្ញុំសុំសួរអរពូឆ្លើយខ្លីៗតាក់ទងសំណួរ Mun ngày đọc bài mê ta đòi xa khiêm đối khiêm cho mê phép chân thật khiêm môn nâng cứ đa dương nơi khang cục phương chú kì hai chú ma môn nơi mùi chân ràng xây rồi máu cứ đa dương màu nơi mà đông xa đi bộ cho mùi ta lục liền dạ bà xong bà khốn ta ca nghĩa là bó lục bù môn ngày đọc bài mê ta bọn bà lôi chất bàm nâng lục thôi chìa vậy đấy Mun thay đập bơm mê sa kim thuê kê chiêng kê hai ta mê kê nisiêng yun ka rai chu chu trato chu chu lam ba sâm okun mun thay đập bơm mê sa bơm rojo sapram bì bê thay chẳng yên mùn bì bê thay đa gong tóc kmai gom chu ti krong krong pinning luôn nơi thuê kê chiêng rau thay đa gót chop hai ពេលនោះមុនបីបួនថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងឈប់ធ្វើជាជាងហើយពេលហ្នឹងគឺថាទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងកំពុងតែជួលច្រើនអត់មានធ្វើអីបានទេបាទសូមអរគុណសូមលោកពូបញ្ជាក់បន្តិចថាទីក្រុងភ្នំពេញជួលច្រើនហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ Em đẹp lúc mấy thứ vậy cứ ta thi công hàng bình môn này nắng cứ ta chua chả nắng đòi xa crop plow bia bia hia su plow bia bát tát plow bia trăng na ai câu thi công hàng bình được không loại thi công hàng bình kia chua cho bao lại mà mà số học cún ta lục pu bàn đăng thế thật cả plow crop plow chung bình thi công hàng bình chua thi công hàng bình nắng chia crop plow hàng na đấy
បើតាមខ្ញុំដឹងថាក្របខ្លោងចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាជាក្របខ្លោងរបស់ខ្មែរក្រហមបាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃទី15ខែមេសា1977តើទីក្រុងភ្នំពេញពេលហ្នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរ Nơi không chỉ không nằm bên cứ đã về tích toàn đòi xa gặp lao máu đôi kia khlang đôi kia tà la riêng đôi kia một tí bệt ấy nâng cứ đã về chè tích tí ọc là mà Nói xong mọi quân Nhưng xong xua lúc bùm đón tiết thả ngày đập bẩm bẩm mê xa mà bọn bẩm bùn rồi chật sập rằm ថ្ងៃនឹងតាមានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដែរទេពេលនោះខ្ញុំបានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាទស្លៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅគឺថាកុំកុំអត់តនអត់តនលោកជុំមីសូមចេញលោកមិត្តវិអង្គការអន្តរជាតិមិត្តវិការពីក្តីលោកគឺសំផន Je suis désolée d'interrompre mon frère, mais j'écoute depuis un certain temps les questions qui sont posées à monsieur de la partie civile. Et j'ai l'impression que trompons de procès, là, នៅក្នុងដំណាក់កាលយើងមិនមែនយើងអំពីការជំនឿប្រជាជនទេនៅពេលនេះនោះបាទសូមអនុញ្ញាតលោកធានដោយសារអំបញ្ញមិញខ្ញុំបាទឬលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំនួយមានឱកាសថ្លែងទុកសោកតេតតងជាមួយនឹងវិសាសនកម្មទាំងឡាយអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវិសាលភាពមន្ត្រីសន្តិសុខស.21នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ប៉ុន្តែតេតតងនឹងផលវិបាកឬវិសាសនកម្មរបស់គាត់គឺមានតាំងពីថ្
rừng ra bình tây tiết ra lục và thiên năng ăn chủ nhân chủ nhà ban đang thả quạt miên rồng tốc đi co vì niska mà là vay khá để tẹt tôn được nông sản máy nu trong bạc chỉ bạc đầu xu tẹt tôn nên tịch sân ban châu tạo đo nông sản rừng đại quạt tạo bán cho một tí không kháng nộp bản bà sầm nô này ai chùa ban còn tại vì kia sầm nô bận tỏ bận xòm tí mình bên kia sầm nô chấm bóng này cô đang để ăn chấm bát thưa tập hay cầm tí hay bê vật lý miền tây vì vậy này thay sầm nà cá nông ca sốt này đào sạ say đầm đằng rộng này rụm này phía ký rụm tiếng phía khí sạm bà rìa nhà phong sầm bê tử vi chriếp rồi viên ca chữ rư sầm nô xa rộp vốn sầm nô chấm bóng hay nâng sầm nô mà xúm hay sầm nô bận tỏ bận xóm nông ca tăng sầm nô bà xua sầm nua bà tọa bà xóm chẳng phí phê bà liếp ó nó cứ xóm mình ao đi anh nhát mình ạ ông thật lẽ ông nhìn ra mình bình dìa phí mình phát đo phê bà liếp ao đi nà xóm ạ quân lục thiên chẳng bạn nâng xong khép sầm nua xa rộp văn khlay khlay tầm bây ở miên tầm nẹ tùm nông bằng tay tiết lục bộ chủ máy chấm xong xuôi lục âm pi cả chạ chênh pi thì còn phun bình ta cả chạ chênh là bỏ lục bù nứng miên cả bình yul rư cả prap rư cả bạc cả giang máy pi hàng quang toab khmai cả hòm đã ở cầm cửa sau lục chạ chênh pi thì còn phun bình là thằng ngày đập bầm bơm sao còn bơm cho pram nữa bạn kim bát trong chấm riệp lục mi thập vị chơi vua chiến liệt kim bát nâng về miền pi lực nha à lực tìm muối dương giấy bưu cứ ta cam chặt thập buồn chặt thập ram và ai à lực tìm pi ní thằng ai bẩm bơm mẹ cả ta lục mi thập vị trong ai kim giấy bưu thằng ai bẩm bơm mẹ cả ta thứ có thằng ai cao thập ram nha เราจะเห็นสมปรูสมนุษย์ดำไปไอ้ลูกปูงี้ยุ่ลทั้งไงจำเรียกแจ้งปีติกรองพนมเปิ้ง
ngày đọc bẩm phân mê xa chứ năm mùi bọn bẩm bùn rơi chất sắp răm. Ta miên rương rao vây khắc cao tờ lưu xa má chức cọm cổ xa rồi bỏ lục bụ đại tế. Nâng lực tìm mùi là lực tờ bố ngay lục mê thư vi. Bà xong lục bụ chá lai nó xùm đuôi nhóm sân chào mà. Nâng, bà. Bà lông cư ta tích cọm hông bệnh nâng cư ta cái đánh vị trí chuôn tranh vị trí con hồng bánh cứ ta chỉ liệt vị trí chuôn tranh vị trí con hồng bánh đòi xa con tốt khám ai có hôm nâng cứ thật liệt khám ai bẹt khám ai nâng mù đầy ai mà kháng đánh vị trí chuôn tranh ai tranh tay chùm nôn bay tháng ấy khai American thật liệt có bạch mà bây nông cứ ta nhóm nơi ai on xếp ở khơi nhờ vị trí chuôn ọt tranh của mẹ của hôm nâng bánh vị trí chuôn đua bay nạ nâng mục nhóm nhóm phê bếch chênh từ bộ mẫu là khua xa khi ông chênh từ hàng từ phần chiếc lệch bàm. Bà xong bà con. Xong nua khi ông xua đợt đại làng vinh thả ta xa má chức khu xa mình nây thả chỉ bà quân, chỉ côn, chỉ bóng bà ôn lô ta mình rừng rào ai cát làng tế bê để tạo bàn chùm liếc chanh bì phân bình hai nô. Bên đây giờ liên tranh bị tịch công không bình nâng cơ ta dương nhom tranh bị tịch công không bình chấm nuôn chả phải chỉ tam sắp bay cái lô là hốt đó phải cái làm nâng cơ ta bên nóng cơ ta miền phliêng giúp nâng côn nhom việc nay à côn này giúp vì cho nam nâng cái nào đi hay dương từ đầu xong tháng năm kia ở quật lệp là hỏi cái thay từ xong ăn ca tại nó ở xong ăn ca ai dân ắt coi ăn cá là hốt đào câu nâng sập từ và sập tới nhóm của ban từ chơi cho nhà sóc cài đại trình chào khâu nâng cọp câu nâng nâng hái ban việc đây nhà dân phương tầm nào to từ tiệt lần này khi trong ông vài sầm nụ lục bưu màu âm pi cà chua màu thịt con phun pin vinh từ mặt đón thật ta lục bưu chánh ban dạp bếp mán đại tập ban tập lập mò tì cơ rong phân bình vĩnh. Mà có mà toàn chung mấy. Dương châu tì cơ rong phân bình vĩnh dương tư cơ rai đến kỳ dân lý tư cơ rai ba bài dị cơ lạc cái kỳ hai gọi châu tì cơ rong phân bình vĩnh. Đại sao dương chết chút chút trạng cho chút chút làm nhờ. Xin mời quân. Lục bưu chôn mà thì cơ rong phân bình ta kê ai lục bưu mà thu ấy đấy. Cho mà tì cọng nông bình kì ao dương chú chul cả nốt cả pal ao phụ vía dương chú chul bà hai kì bàn phẩm bay cửa rương tư pin đọc cửa rương mà. Tại lục bù nốt thua ca nâu nông xây kèo nâng rô hô đà bì nà tiết hay phát tàu nà tiết đà tế. Dương nơi không là thấy cái đang ban hai cái tuần bay buôn khái ban cái ao dương từ ô tây từ chui bà mai bà mô cương mình là đặc liền ba số mà cún từ ô tây ta lục bút từ luôn nơi không chỉ con chỉ crom rồi chỉ ăn cái phía chung mua ấy đấy. Nơi không ô xây nâng dương ạch đăng thà chỉ con ấy tế dương ạch đăng dương đăng thà thà dương nơi không ô xây nâng. Cứ ta cái ao dương chui bà mai bà mô mà sinh đê ao phụ viê chua chua mà sinh đê ao phụ viê. Ây bằng riêng phụ viê bà hai kì mà phê nẹ. Hay nở đi bà hai kì mà bón nẹ bà bà bì rồi nẹ đê khó ai khám ai phụ viê nâng.
Tại lục bộ đăng ông gặp hiệp, nó kì hào ông gặp hiệp ấy đại tế. Kì hào ông gặp hiệp cắt đề, kì mên hào ông gặp hiệp con quân thông con quân tối ấy kìm ọt xuân đề, xuân đà ông gặp hiệp cắt đề. Đã xong hòa cún. Lúc xa mê đất nuông nó không ăn gặp hiếp cắt đê nâng chung mùa ấy đại tế. Bật thiên nâng ô ở xây nâng cứ đà chung mùa cún. Mà chung mùa cún. Đã xong hòa cún. Nó không ăn gặp hiếp cắt đê nó ta lúc bàn thơ ở vầy khá. Nóng niêm luôn lúc toal. Nhưng bạn chút chút mà sân đế, hay dân bạn bằng riêng phụ việc bạn mà phê nhé, chút chút mà sân đế nâng việc bạn bằng môi mơn, bằng bơ bọn các bạn. Ta nó khăn nông ông gặp hiếp, cắt đê ô rửa xây nâng đàn miên mê đặc nôm cho anh cấp bố rồi bỏ, mai có hôm tàu bình nứt, lý cơ tàu thua tu sân cách đại tế. Nâng nông ô ở tây nâng cư đa khâm bàn sqo lúc khi tùm phón đòi xa miên nà ri nạ đam bài nâng khâm xua quát ta chú tha bì nà nâng hay quát tha nâng ai khiêu xâm phòn chẳng quát miên ông gà rạ bì nẹ đà gà bì quát nâng hay quát bong co gà mà kháng xma nè bong co gà mà bêl nông hiểm xua lúc khiêu xâm phòn bêl nông lúc nó chong chạm bàn tế nó chạm nà đấy lúc khiêu xâm phòn tàu tù xa nạ cái lúc tàu bì nất cả lại lúc bù nâng Khiom mình ban chăm ở tê quan đa tha đăng tha quát tờ mơ khiom thư chắc ràng nằm bài đất tờ mặt hàng nâng cứ đa chân bài ban pram kia của mùi kia đất mặt hàng nâng mà xong lục bù bật chạy tích mấy lục bù tha phần này kháng chú chul mà xin rưu gò bằng riêng bù cầm mà có phơ mà xin đê lâu lúc như em bị ca đã phơ chạc ràn bài hay lúc khi xong phòng mà bình đợt mới chạc ràn bài nâng ta chạc ràn bài nâng xâm rạp đam nhưng mấy đam nông ong gặp hiếp rồi gọi đam dục tổn á đam nâng đam tầm rạp ong gặp hiếp cắt đê nơi xa ô tây nâng rồi màu tới bạn khuyên cái đâm trơn chân tới cái chọc một cái chọc một cái chọc một cái chọc cứ đã đặt cái chê nâng đâm bay vô mà chạy chun và chia chun cái chân liếc bị xoài riêng bị phì vệ màu nâng màu nâng ra tiệt lương nâng hay bên nóng nhóm vô bài nâng chùi xài bài nâng vô từ ra tiệt lương nâng nhóm bạn khuyên lúc khi xung phong nâng nâng đài Xong hả cún. Ta bê đà lúc khi xong phòn tàu mơ cả lãnh đám bài lý gò tàu chạy bài năng lúc ba nè dây chỉ mùi năng lúc khi xong phòn đại tế bê nụ. Nhưng bát ớt hiện dây rô quát tế bê nông cư đại dương ớt hiện đá chết quát phòng năng. Chốc quát ba nè dây ở vây mò lục bưu rưu nè dây tờ lục bụ ca mà co cả lại chủ động bài năng đại tế. Rồi máu cứ đặc nhóm ọt màn đăng bàn lưu sâu quát dây tê còn đặt thà nhóm bàn xua mất nề rí đám bài năng xua thạp bình nà năng ai quát phải đạp nhóm thân năng ai lục khi dùm phòn nục mà. Bà xong hòa cún.
នៅក្នុងអង្គភាពកាត់ដេរលោកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់ពេលណាដែលត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីកន្លែងហ្នឹង នៅ ពេល នោះ គឺ ថា ខ្ញុំ នៅ កន្លែង ហ្នឹង គឺ ថា ដល់ ថ្ងៃ 29 ខែ 10 ហ្នឹង គឺ ថា គេ កុហក ខ្ញុំ ឲ្យ ទៅ ជួយ ធ្វើ ឡាន នៅ វៀតណាម គេ មិន យក ទៅ វៀតណាម យក ទៅ ទួល ស្លែង ហ្នឹង មាន គ្នា 3 នាក់ គឺ ថា មិត្តត្រី 1 មិត្តទឹម 1 សុំ ថយ ក្រោយ បន្តិច ព្រោះ សំណួរ ខ្ញុំ សួរ មិន ទាន់ ដល់ ហ្នឹង លោក ពូ បាន ឆ្លើយ មុន ហើយ ចង់ និយាយ ថា នៅ កន្លែង កាត់ ដេរ មុន លោក ផ្លាស់ ចេញ ទៅ នោះ លោក បាន ចូល រួម ពិធី អី ដែរ ទេ នៅ ក្នុង អង្គភាព កាត់ ដេរ ហ្នឹង នៅ ក្នុង អង្គភាព កាត់ ដេរ ហ្នឹង ខ្ញុំ បាន ចូល រួម គ្រាន់ តែ ប្រជុំ ជា ក្រុម តូច គឺ តែ ប្រជុំ ជីវភាព ស្អី ហ្នឹង ក្រោយ មក គេ បាន ឲ្យ ខ្ញុំ ចូល រួម ជាមួយ គេ រៀបការ បាទ រៀបការ 20 គូ នៅ ផ្សារ អូអតី ហ្នឹង បាទ តើ នៅ ក្នុង ពេល រៀបការ 20 គូ ហ្នឹង លោក ពូ ចូល រួម ក្នុង នាម ជា អ្វី ជា ជា មេ កង ឬ ក៏ ជា ចាស់ទុំ ឬ ក៏ ជា អ្វី ដែរ គេ ឲ្យ យើង ចូល រួម ហ្នឹង គេ ឃើញ យើង ជា ចាស់ទុំ ឲ្យ គេ ឲ្យ ចូល រួម នៅ ហ្នឹង បាទ សូម អរគុណ អម្បាញ់មិញ លោក បាន និយាយ អំពី ការ គេ កុហក យក លោក ទៅ តាម មុន នឹង លោក ចាក់ ចេញ ទៅ ដែល គេ កុហក ថា យក លោក ទៅ ធ្វើ ទៅ ជួសជុល គ្រឿង ម៉ាស៊ីន ទី កន្លែង ដតី ហ្នឹង មុន នឹង មាន បាត់ មនុស្ស ពី កន្លែង ធ្វើ ការ របស់ លោក ដែរ ទេ គឺ ថា ពេល នោះ គឺ ថា ប្រធាន នៅ ហ្នឹង គេ យក ប្រធាន នឹង ទៅ បាត់ ហើយ គេ ថា ឈ្មោះ មិត្តគុណ ហ្នឹង យក មិត្តគុណ ទៅ បាត់ ឡើង មិត្តឈុំ បាទ ឡើង មិត្តឈុំ នៅ ធ្វើ ប្រធាន នៅ ហ្នឹង ក្រោយ មក គេ យក មិត្តឈុំ ហ្នឹង ទៅ បាត់ ទៀត ឡើង មិត្តយ៉ង បន្ត មក ទៀត យក មិត្តយ៉ង ទៅ បាត់ ទៅ ឡើង មិត្តវ៉ាន់ មក ពី ខាង តកៅ ស្រី មក ពី ខាង តកៅ អា ពេល ហ្នឹង ហើយ ដែល គេ ជាមួយ មិត្ត លីម ហ្នឹង គេ យក ខ្ញុំ ទៅ ទួល ស្លែង គេ ក៏ ហក ខ្ញុំ ឲ្យ ទៅ ជួយ ធ្វើ ឡាន នៅ ទួល ស្លែង អា នៅ ប្រទេស វៀតណាម អា ពេល ដែល គេ ប្រាប់ លោក ថា ឲ្យ ទៅ ជួសជុល រថយន្ត នៅ វៀតណាម ហ្នឹង តើ គេ ឲ្យ លោក រៀបចំ ជា អី វ៉ាន់ ឬ ក៏ គេ ឲ្យ លោក ទៅ ដោយ វិធី ណា ទៅ ដោយ គ្មាន ការ ចាប់ ចង ឬ ក៏ ទៅ ដោយ ដើរ មាន សេរី ភាព គេ អត់ មាន ចាប់ ចង យើង ទេ គេ ឲ្យ យើង ឡើង អលំបតា គ្នា 3 នាក់ ហ្នឹង យ៉ា ហើយ យើង ឡើង អលំបតា ព្រលឹម ឡើង ហ្នឹង ហើយ ដល់ ហើយ យើង ទៅ យើង ត្រូវ តែ មាន អា កូន សោ មក កេះ យ៉ា ហើយ ខ្ញុំ លើក អា កូន សោ ដាក់ លើ អលំបតា ហ្នឹង អា មិត្ត លីម ហ្នឹង វា ថា បាច់ យក ទៅ ឯ ទុក ហ្នឹង ចាំ គេ ផ្ញើ ទៅ តាម ក្រោយ អញ្ចឹង យើង ឡើង តែ ខ្លួន ទៅ យើង គិះ អលំបតា ទៅ យ៉ា លោក ពូ អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ លោក ចាក់ ចេញ ពី កន្លែង អង្គភាព កាត់ ដេរ ហ្នឹង ទៅ តាម ណា ហើយ ទៅ ដល់ កន្លែង ណា ទើប បាន គេ ចាប់ លោក ពេល ដែល យើង ចេញ ពី អូអតី ទៅ ហ្នឹង គឺ ថា ជិះ ឡាំបតា គឺ ថា ទៅ តាម ផ្លូវ វត្ត សពើ មាស ចាញ់ មក លើ វត្ត អី ចិត្ត នេះ ហ្នឹង វត្ត អី ទេ វត្ត ផ្លេច ហើយ វត្ត នោះ នៅ នេះ ចិត្ត ស្តាត ហ្នឹង ត្បូង ស្តាត ហ្នឹង
ว่าอันนี้มาพลิกวัดนั่งไงมาไอ้ยังมาดาววัดนั่งยังปอดมาขังกาดบอดมาขังกาดมาตบเป็ดจันนั่งคือตามาชัวนั่งเก็บบังปังใส่ลิกมาละหดบันยังปอดตะขังตะโบงเวงโจปีเป็ดจันตะดอกโบกูอัดดอกโบกูเดตะดอกเมย์เพลิงนั่งคือตะเมียนเพลิงมุ้ยโจมาจังโจมาตัวทลายมา ก็เลยเกยยกลูกตัวดอลตีตังดมบูนั้นลูกปูดังทักเกยยกตัวดักไกลนั่งชมวกไกลไอ้ได้เต้ยังอัดมันดังทากไกลยังเกยไกลไอ้เต้ยังก่อนดาเปรย์ยังโชคปีลำตาเนี่ยวิเอายังคุยใบเนี่ยคุยกับไอ้นั้นไอ้ยังอัดดังทับปูเวียนเอาปูนกับคอยขนองนั่งเต้ เปิลนั้นคือดาวิดจับได้ยังเตียงตะโขยวิดดักเนาะให้กรรมาได้ช่วงบังกอนั้นเรียกมาจองหมกครบคะแนนต่างใบเนี่ยนั่งมาสมกุลเปิลได้กิจจับมุ่งจับจองลูกนั้นลูกไม่อันมือคืนปุ่นเนี่ยได้มาจับจองลูกนั่งเต๋อได้กิมันตอนจองเลยนั่งตาปุ่นกินนั่งจีบโปรจีใส่สิเปียอย่างไม่มีอาวุธอย่างไม่ได้เต๋อ เปิลนั่งสัตว์ตะปรบโปรเตมาจับยมนั่งเมียนบัดลิมไอ้เวียนเอานั่งได้ให้สัตว์ตะปรบโปรคือได้เวียนเมียนกระเพลิงสิทธิ์ในจะแก่ครุบเนี่ยมาเปิลได้ปุ่นนั่งจับลูกหรือก็จองลูกนั่งตาเกมินยี่อย่างไม่ได้มาลูกเต๋อมาต้องมาต้อน เป็นลงเวียนเตียงสักเจี๊ยบขยมไอ้คลองขนอไอ้คลองขนอขยมมันเปียบปุ๋ยเวียท่าบองบองสมจุยมือกูท่าขยมพองก่อนนักขยมยัยเปียบปนังเวียแทะขยมมาจองตะเกียนังดูกับมกตังคลองนั้นจับเตียงสอกวาหลังจุยไม้ไอ้ปนำพยาไอ้เจี๊ยบองกากระติกจะต้องอ๋อนั่งไงมาสมกุลบรรทบ ปีเกเทะลูกดูเจลูกดูหายตาเกยกลูกตัวนาเตียเกยกยำเตอประตูมวยคือตาขนมตุบนั้นเวียเมียนประดับเกยวัวกุมปัวเกยวัวกุมปัวยืนหายเกยทอดรูปทอดรูปหาย บานกิดดอกอายยืนเจ๊งดอกข่าวแวงเจ๊งเนื้อตะข่าวไคล้กิดดักนอกในตะโขยกิโยกมามาจองหมกเข็มบานกิไปจูนตะกระตุกโซนมาเพย์ปีหนึ่งกระตุกกิดดักอมหนึ่งบ้าสมองคุณสมสู่ทอยบันติดแต่ลูกปูตาตาอเปรย์ได้กิโยกตะดอกประตุกนั่งลูกปูมือเคยจุ่มบิงขังกราบประตุกนั่งเตะถากไหลนั่งเจียกไหลไอเมียนเจียกี้เจีย สลาหรือก็เจียเตะทมอยจังนะปูเมื่อเคยเนี่ยเต้เป็นลงยืนมันบานเมื่อเคยเจียยืนเมื่อเคยด่าขนมลองพายเจียมาไม่กระลาบบุญชงนั่งเต้ยืนเมื่อขนมนั่งคือแต่ละเง็ดเชิงอัดเมียนปลื้มไงเต้เนี่ยบ้าสมองคุณ สมลูกปูปเจ้าไกลนั่งติดถ้าตาเปิดได้กี่สายมุกลูกปูลูกปูเหม็นถ้าเกี่ยวกับลูกปูหายกี่ยกลูกปูเต้าไกลแต่นาทีนกนองอ่ะมันตุ่มมาไกลนั่งกระตุกโซนมาเพย์ปีนั้ง เวียโยเตอร์เวียไปโจขยมเนินนั้งดอกหายเวียทาเอาคุยโจเอายืนคุยโจขยมคุยโจหายเวียดักนอเชิงยืนโยอักนอนั่งมาดักนอเชิงยืนดักนอเชิงรวดบ้านเวียดอกนอได้จังดอกนอได้จังบ้านใส่หมกใส่หมกให้เวียจังคล้ายเวียดักกันนัดมาบังทองหมดเวียนั่งเนี่ยแล้วสมกุล
លោកពូសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតើពាក្យថាបន្ទប់ 022 នឹងបន្ទប់យ៉ាងម៉េចអាគារយ៉ាងម៉េចដែរ អាគតុប 022 នឹងគឺថាវាប្រហែលជាម៉ែត្រកន្លះ ម៉ែត្រកន្លះ បាទ ហើយបណ្ដោយប្រហែលជា 2 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេ ពេលនោះលោកចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតបានទៅមើលកន្លែងនឹងដែរបាទទៅមើលកន្លែងហ្នឹងហើយបានសួរដូចនៅកន្លែងហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតាជុំមីមែនហើយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលនោះដូចថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតាជុំមីហើយបាទលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានសូមឲ្យគាត់ចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងសិភើបរបស់គាត់ថាតើរូបនៅក្នុងនេះមែនឬទេបាទ ខ្ញុំមានការបង្ហាញដោយទូរទស្សន៍រ៉ាទេដែលក្នុងទូរទស្សន៍រ៉ាទេឬក៏បង្ហាញគាត់ឃើញតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងភាសាអីនឹងមិនដឹងរកប៉ាវិនីអាចសូមជម្រាបលោកប្រធានសូមឲ្យគាត់បង្ហាញពីនិតតែខ្លួនគាត់នឹងបានខ្ញុំបណ្ឌិតលោកគាត់ដល់ពេលគាត់ឆ្លើយទៅគាត់គិតថាម៉េចឥឡូវវាបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការឲ្យភាសាទៀតឲ្យជន់នឹងភាគីដទៃទៀតដឹងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអ
ើងលើកតាមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែលោកធ្វើអ្វីឲ្យមិនឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនឹងគេយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះសូមចេញលោកកុងសំមន្តបាទសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសារយើងអត់ទាន់បានទទួលឯកសារដែលលោកមេធាវីបំរុងនឹងបង្ហាញនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមេធាវីចែកកូពីនេះជាមុនសិនទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីរូបនេះផងបាទសូមអរគុណបាទសម្បត្តិនឹងខាងសហការីជួយកូពីជូនទៅខាងភិក្ខុទៀតបាទជាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរទៀតដោយសារយើងមិនទាន់បានរៀបចំក្នុងការផ្សាយតាមរូបភាពនៅលើអេក្រង់ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរទៅទៀតបាទលោកពូខ្ញុំសូមសួរលោកពូបន្តទៀតតើតើជាមួយនឹងបន្ទប់022ដែលលោកពូបានជម្រាបអង្គសមាគមអំបញ្ញមិញតើលោកពូអាចជម្រាបបានទេថានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងលោកពូនឹងមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេដាក់អ៊ំហ្នឹងដាក់បានតែម្នាក់ទេគេមិនអាចដាក់បានពីរនាក់ទេណាតើលោកពូនៅចងចាំបានទេថាបន្ទប់តើគេដាក់ឃុំឃាំងលោកពូដំបូងហ្នឹងជាតតឹងបណ្ណាបដោយបណ្ណាហើយជញ្ជាំងធ្វើអំពីអ្វីខ្លះបន្ទប់គេដាក់អ៊ំហ្នឹងបើអ៊ំថ្មានប៉ាន់ថ្មានថាប្រហែលគេទៅតឹងប្រហែលគេ1ម៉ែត្រកន្លះទេបណ្ដោយប្រហែលគេ2ម៉ែត្របាទតើនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេមានដាក់ជារបស់របរឬឧបករណ៍អ្វីខ្លះឲ្យលោកពូប្រើប្រាស់ទេនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញនៅក្នុងគេបើកភ្នែកឲ្យយើងមើលយើងមើលឃើញមានអាកេះក្របមួយគេសម្រាប់ឲ្យយើងជុះអាចហើយអាបដងជាប់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឈឺនោមបាទហើយអាកដងអាកេះក្របហ្នឹងជុះអាចហ្នឹងតែវាបានប្រាប់យើងបាទប្រាប់យើងឯងតែជុះខ្ចាយវាឲ្យយើងលិតហើយបាទតើសូមអរគុណលោកពូនៅថ្ងៃដំបូងដែលលោកពូទៅដល់បន្ទប់022នោះតើគេមានប្រាប់លក្ខណ្ឌឬជាបទបញ្ញត្តិអីទេដែលពួកគេនាំពូទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង
នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេគាន់ប្រាប់យើងថាកុំឲ្យនិយាយទៅនិយាយគ្នានៅអាកន្ទប់ជិតជិតហ្នឹងយើងនៅឲ្យស្ងៀមណាថ្ងៃដំបូងដែលលោកពូអញ្ជើញទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដែលគេយកទៅដាក់បន្ទប់សូន22ហ្នឹងតើគេមានឲ្យទឹកឲ្យបាយឲ្យម្ហូបអាហារលោកពូពិសាទេ ពេលដែលថ្ងៃវាវាយសួរចម្លើយហ្នឹងពេលព្រឹកវាឲ្យទឹកបបរមកវែកពេលល្ងាចវាឲ្យទឹកបបរមកវែកហើយបើយើងសេកទឹកយើងសុំវាវាឲ្យផឹកបន្តិចបន្តិចទេអត់ឲ្យផឹកច្រើនទេយ៉ាសូមអរគុណចុះថ្ងៃដដែលថ្ងៃដំបូងហ្នឹងតើលោកពូនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកឬមានគេយកពូទៅណាទៀតដែរទេ យើងនៅក្នុងបន្ទប់តូចហ្នឹងគឺតែវាវាយសួរចម្លើយវាវាយពី10ថ្ងៃពី10យប់បាទវាវាយពេលព្រឹកហ្នឹងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10ដល់ម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង5ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង10យប់ពី10ថ្ងៃពី10យប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដល់សួរចប់ហើយបានវាយកទៅដាក់ឥឡូវនោះ4ខែ សូមលោកពូស្ដាប់សំណួរខ្ញុំម្ដងទៀតសំណួរខ្ញុំសួរថានៅក្នុងបន្ទប់សូន22ហ្នឹងគេមានយកលោកពូចាក់ចេញពីបន្ទប់សូន22ទៅណាទៀតដែរទេនៅអាកន្ទប់សូន22ហ្នឹងគេយកទៅវាយសួរចម្លើយនៅអាគារឯត្បូងនៅលើនៅអាគន្ទប់លើនោះតាមខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំមើលឃើញអាកន្ទប់នឹងលេខ4ដោយសារថ្ងៃក្រោយទេណាខ្ញុំមើលឃើញកន្ទប់នឹងលេខ4កន្ទប់គេវាយខ្ញុំនឹងយ៉ាលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតលោកពេជ្រអង្គលោកចង់សូមបង្ហាញពីការបញ្ជូនឯកសារទៅភាគីបន្តិចបាទសូមជួយបាទសូមគោរពលោកប្រធានដោយសារថាលោក មេធាវីគង់សំអុនបានសួរបញ្ជាក់អំពីឯកសារដើម្បីឲ្យមានការចែកចាយអំពីឯកសារនោះជូនទៅដល់ភាគីនៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអ៊ីមែលពីកាយាល័យមេធាវីនាំមុខគឺអ៊ីមែលដែលផ្ញើមួយត្រូវបានចេញផ្ញើចេញជូនទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះដោយលោកស្រីអេលេណូហ្វឺណាន់ដេស នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង4:23នាទីល្ងាចហើយនៅក្នុងអ៊ីមែលនោះបានបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់មេធាវីនាំមុខដែលស្នើសុំឲ្យមានការទទួលអំពីអង្គជំនុំជម្រះគឺត្រូវបានដាក់នៅក្នុង G Drive Civil Party Legal Lawyer Rule Within 87.4 គឺបានដាក់នៅក្នុងឯកសារជីដ្រៃរបស់មេធាវីនំមុខសម្រាប់ចែកចាយជូនទៅភាគីរួចហើយភាគីអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះដើម្បីរកភាគីឯកសាររបស់ដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះបានសូមអរគុណលោកប្រធានសំខាន់លោកបងចង់បង្ហាញទៅពណ៌ប្រមាណឥឡូវហ្នឹងហើយបើភាគីគ្រប់ភាគីហើយចង់បានឲ្យមើលឯកសារទៅរកត្រាយជីរៀងៗខ្លួនហ្នឹង ឯតើរលរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅហើយបើឯកសារទាំងអស់ចូលបង្ហាញទៅរបៀបនេះយើងចង់ដឹងថាលោកកត់សម្គាល់ទេឥឡូវពេចទំព័រប្រមាណឥឡូវហ្នឹងព្រោះមិនទាន់មានលេខ EN ទេតើទំព័រប្រមាណជាភាសាខ្មែរទំព័រប្រមាណជាភាសាអង់គ្លេសទំព័រប្រមាណជាភាសាបារាំងដើម្បីដាក់កត់ត្រាក្នុងបតិចរិកដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមើលនាពេលខាងមុខបានហើយនឹង ព្រិនចៃបែងចែកភាគីនឹងអង្គជំនះបានពិនិត្យមើលមុននឹងសួរដេញដោលលោបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអធិស្ឋានដែលមិនដែលពិបាកនៅក្នុងការនិយាយបន្តិចខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាឯកសារគឺបានដាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលភាគីអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងឯកសារនោះបានហើយអ្វីដែលលោកកំសួនបានលើកអំបញ្ញមិញអំពីរូបថត
nay bun top khom kheng roba dam ban dang rot vei chum mei ni ku neu khnong phie ai se phoe roba kwat phie sa khmae ku aich meul khoe neu khnong tumpoa 50 hai phie sa barang nang phie sa angkles aich meul khoe ban doich khnie neu khnong tumpoa lech 38 som okun lok prathean ba okun lae ni dal pel samra hai ba ong yae prakas សម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្រុមរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនៅមេផ្សាក់ស្័យដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រតិនិធិនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងដល់ថ្ងៃកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ